Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube 24 giờ trading nhé. Hôm nay là cái phiên ngày 26 tháng 9 năm 2023, cũng chuẩn bị là kết thúc cái tháng 9 rồi, chu kỳ cuối tháng. Thì buổi sáng hôm nay thì Richard sẽ tiếp tục view và phân tích thị trường vàng nhé, cũng như là một số các cái sản phẩm khác cho mọi người lên cái kế hoạch trading trong ngày. Sau cái video livestream tuần định hướng xu hướng một số các cái sản phẩm cho chúng ta trading trong tuần này, thì mọi người thấy là ngay ngày hôm qua tôi thứ hai chúng ta đã gặt hái được những cái thành công quá tuyệt vời đúng không ạ? Lệnh nào cũng xanh và TP hết cả rồi. Ngày hôm nay thì sao? Riêng về mặt tin tức thì tác động chủ yếu lên thị trường ngày hôm nay đó là các cái tin tức liên quan đến đồng đô. 9 giờ, cái tin 8 giờ thì bình thường thôi các bạn ạ. Nhưng mà cái tin lúc 9 giờ thì có cái tin liền tin tiêu dùng nhé. Thì các bạn sẽ lưu ý cái này thì cũng là một trong những cái tin mà nó tác động khá là mạnh lên cái biểu đồ chỉ số DXY. Trong đó thì nó tác động gián tiếp lên các cái biểu đồ cặp tiền tệ liên quan, ví dụ như GU, EU hoặc trong đó có vàng nhé. Các bạn sẽ lưu ý những cái tin tức này. Thế còn những cái tin về các cái cặp tiền khác thì không có, cho nên chúng ta sẽ trọng tâm liên quan đến đồng đô. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ giao dịch như thế nào? Các cái sản phẩm liên quan đến đô la Mỹ, trong đó thì có vàng. Sau cái buổi live stream của chúng ta thì mọi người thấy là vàng cái vùng đỉnh này nó đang giữ được rất là tuyệt vời đúng không ạ? Nào, trong cái buổi lần trước, tức là tuần trước, khi mà tin liên quan đến lãi suất của đồng đô la Mỹ thì trong cái lớp trading của chúng ta đã bán từ vùng 45, 47 và giữ xuống đến cái vùng phá ngưỡng 1900, tức là chúng ta đang kỳ vọng như thế đúng không? Nó sập rất là sâu ngay sau đó rồi. Tiếp theo là những cái vùng bán ở ngưỡng 1930. Đến giờ này thì đến cả ngày hôm qua nữa, Richard vẫn tiếp tục cho bán và thu được những cái lợi nhuận cực kỳ tuyệt vời nữa. Các bạn hôm qua, những bạn mà đăng ký 20 suất vào trong kênh Signal trải nghiệm ấy, với min tài khoản 200U mình cho mọi người 20 suất, thì mọi người kể cả những ai mà vào sớm trong ngày hôm qua thì đã được gì? Được TP và được trải nghiệm những cái chiến lược này quá tuyệt vời rồi đúng không ạ? Hôm nay thì các bạn có thể comment xem là có đúng hôm qua các bạn ăn đúng không? Đối với vàng thì hiện tại nhé, nó đang chạm ở một cái vùng hỗ trợ trên khung giờ H4. Cho nên là những cái vùng giá này thì có thể là những cái vùng giá mà nó có một cái nhịp hồi cho các bạn. Hôm nay thì chúng ta vẫn ưu tiên bán xuống tiếp các bạn nhé. Canh hồi bán xuống đối với lại XAUUSD. Thực tế là hiện tại là cái vùng hỗ trợ này thì nó có thể là nó sẽ có nhịp hồi, nhưng mà cái lực, mọi người có nhìn thấy không? Cái lực bán của nó rất là mạnh. Ví dụ như lần trước đây thì nó chạm xuống cái vùng hỗ trợ này và nó còn có một cái sức bật tăng. Nhưng mà lần này thì nó chạm xuống nhưng mà có một cây gì ạ? Cây doji H4 rất là nhỏ, tức là biên độ rất là hẹp, nó cũng chẳng có ẩn chứa là cái lực bán, mà nó cũng chẳng ẩn chứa cái lực mua, mà cái sự lưỡng lự ngồi ngoài của thị trường gần như là chờ tin ấy. Nhưng thực tế là cái vùng giá này thì các bạn có thể là phải quan sát ở khung giờ thấp hơn. Nó có thể đẩy xuống vùng 11, 12 rồi nó mới lên nhé. Buổi sáng thì Richard sẽ cho mọi người một cái kèo bắt đáy đúng không ạ? Kèo bắt đáy thì nó đang dương rồi. Nhưng mà nó dương cũng chưa đáng kể đâu. Các bạn có thể giữ cái chiến lược này nhé. Mình cho mọi người bắt đáy ở gì ạ? 1900 thì mình mua được ở 1915. Đó, thì các bạn mà đã mua được với cái chiến lược vàng thì các bạn chấp nhận đi, bởi vì SL cái lệnh này cũng khá là ngắn thôi nhé. Quá hời rồi do các cái chiến lược mình đưa cho mọi người rồi. Thì với vàng ngày hôm nay view bán xuống ở các cái khung giờ M30 á, thì các bạn có thể là chờ nó quay lại cái vùng 218, 19 hoặc là 21 là chúng ta có thể có view bán xuống. Thực ra là mình Richard thì kỳ vọng là nó lên được vùng 23, 22, 23 gì đó, nhưng mà có vẻ là với cái lực căng như này thì cũng hơi khó. Nhưng ít nhất là cái chiến lược của chúng ta đang xanh đã các bạn. Đây là chiến lược lướt sóng nên các bạn sẽ tự chủ động quản lý vốn nha. Mình đánh thì khi mà lướt sóng thì khối lượng nó to, nhưng kể cả 10, 20 pip là cũng có một cái số tiền khá là ổn rồi chúng ta lướt. Đó, đây là cái điểm mà gọi là cái kháng cự gần nhất chúng ta nhìn thấy thôi. Thực ra cái kháng cự này nó rất là yếu. Nhưng mà kỳ vọng là nó hồi lại cái vùng giá đấy là vùng 19, 20 đúng không ạ? Đó, thì quá tuyệt vời luôn rồi. Đó, chúng ta sẽ mua trong cái biên độ vùng này. Chúng ta có thể giải vốn đi xây trong một khoảng này ra, bởi vì buổi sáng phiên Á ngày hôm nay nó chưa có tin thì nó sẽ chạy cũng khá là thuần thôi. Và nó phá vỡ cái ngưỡng 12 này thì nó quay trở về ngưỡng 1901, 904 đấy các bạn ạ. Cho nên là hôm nay thì sau khi nó hồi thì chúng ta ưu tiên bán xuống tiếp đối với vàng nhé. Sản phẩm là vàng vẫn là cái sản phẩm quá chủ đạo mà Richard chia sẻ cho mọi người đúng không? Hôm qua thì chúng ta ăn được khá là nhiều các cái nhịp ở cái vùng giá này rồi, đúng không? Hai vòng luôn, và tiếp theo là cái vòng mà buổi tối ngày hôm qua bán thì nó sập ngay lập tức. Đấy là với vàng này. Thế còn những cái sản phẩm khác thì sao? Trong đó thì cái sản phẩm về dầu vẫn view cho mọi người là bắt đầu bán xuống rồi từ tuần trước rồi đúng không ạ? Các cái chiến lược tuần trước thì mình cho mọi người một cái chiến lược nó chạy được khoảng gần 200 pip. Họ kém một tí xíu nữa thôi là đạt TP rồi. Và bây giờ thì mọi người thấy không? Nó đang xuống rất là đẹp nhá. Đang xuống rất đẹp. Hôm qua thì nó hồi lên nhưng mà nó đang xuống rất đẹp. Các bạn vẫn view bán xuống dầu thì là cái tốt thôi.
có target thì mọi người sẽ chủ động, bởi vì là khi mà mình đưa cho mọi người các cái chiến lược ấy thì thường là TP nó khá là xa, thấp nhất cũng phải tầm 200-300 pip trở lên. Cho nên là các bạn làm có những người thì sẽ gồng được, còn có những người thì có thể là đi được khoảng 2 phần 3 quãng đường thì mọi người đã cỡ lâu thì cũng được thôi. Đấy là tùy cái cách quản trị vốn của mọi người, miễn sao cho nó hiệu quả nhá. Đây là sản phẩm là dầu thì hôm nay view tiếp tục các bạn bán xuống thôi nhá, bán xuống. Tóm lại là tầm này mà bảo bây giờ canh bán ở bao nhiêu được thì nó hơi khó, bởi vì là những cái điểm xuống thì gần như là nó đã trôi qua rồi. Mọi người nhìn thế này, cái này thì trong cái định hướng video tuần hoặc là những cái bạn mà tương tác trực tiếp với chat thì sẽ nhận được thôi, chứ còn các bạn cứ chờ bây giờ mà bảo nó hồi lại bao nhiêu nữa. Thì bây giờ giả sử những video đi chat bảo là bán ở vùng 90, hôm trước thì cho mọi người cái chiến lược ở 90.8 đúng không ạ? À, bắt được cái đỉnh như đây này, cái khu vực vùng này nó quá đẹp rồi. Thế nhưng bây giờ thì các bạn không bắt được vùng này thì bây giờ bán thì chấp nhận là gì, các bạn phải đi DCA lệnh thôi, tức là chia vốn ra, nếu nó có hồi lên thì các bạn bán tiếp. Đó là cái kế hoạch trong trung hạn chụp của mình nha. À, đối với dầu, còn nếu mà nó sập tiếp phá được cái ngưỡng 88 ở đây thì sao, chúng ta đu theo sóng, có lẽ lúc đấy các bạn có lướt sóng cũng được, nó sẽ yên tâm hơn nha. Riêng đấy là với giá dầu này. Thế còn lại là những cái sản phẩm khác, ví dụ như về coin, mình đi ba cái sản phẩm chính trước nhá, sau đó là đi đến ngoại tệ. Trong cái đó thì có Bitcoin là cứ canh cao bán xuống cho đầy chat nhá. Đây vẫn là canh cao bán xuống rồi, vùng bán gần nhất của chúng ta có thể là vùng 27.5 các bạn. Các bạn nhìn thấy đây là khung giờ H1 nha, mà khi mình bật xuống khung giờ H1 cái kháng cự gần nhất nó đã có phản ứng ngày hôm qua. À, các bạn nhìn thấy này, nó hồi lên rồi nó sập tiếp rồi. Vậy thì với sản phẩm về coin thì các bạn nhìn thấy những cái mẫu nến và những cái kháng cự này không? Quanh mốc vùng đây là vùng 26.7, đây là cái kháng cự cho các bạn có thể bán xuống, bởi vì là nó đang không vượt qua được cái ngưỡng này đã. Hiện tại thì chúng ta thấy được là một cái vùng kháng cự có thể là vùng 26.5 ở đây, tức là cái đáy này nó đã break qua rồi đúng không, thì có thể nó hồi lại cái vùng này. Các bạn đánh coin thì trong nhịp này chỉ có thể là chia vốn được thôi nha, chứ còn có những cái entry đẹp thì không có đâu, bởi vì những cái vùng entry đẹp thì nó đã trôi qua rồi. Các bạn nhớ là cái vùng giá như là 27.5 hay 27.6 là cái vùng đỉnh mà đây chat đã kể ở đây đúng không ạ? Đó, nó đã trôi qua rồi. Bây giờ các bạn mà có đuôi những cái người mới vào kênh chẳng hạn, bây giờ các bạn muốn tìm kiếm những cái entry của BTC thì đây chat nói thẳng luôn là chúng ta phải chờ thôi. Có rất là khó mà quay lại được những cái vùng kháng cự cao hơn trong ngày hôm nay đúng không ạ? Do đó là gì? Các bạn thì có thể là nếu mà muốn đánh thì chia vốn ra, không thì các bạn sẽ chọn ví dụ cái sản phẩm là vàng hay một số sản phẩm khác, nó rất là nhiều các cái sóng đang đẹp hơn thì các bạn chơi thôi, không cứ gì về coin nhá. Thế chat thì đang bỏ qua sóng coin mà tập trung vào sóng vàng. Tóm lại là trong các cái sản phẩm chúng ta chơi có rất nhiều cặp tiền, rất nhiều sản phẩm về hàng hóa, nhưng chúng ta chỉ dồn tâm, dồn sức, dồn tiền cho một vài cái sản phẩm mà nó có tín hiệu đẹp mà chúng ta hay kiếm được tiền nhất thôi. Hiểu không ạ? Chứ đừng có lan man quá nhiều thứ. Ok chưa? Dành chúng ta làm việc khác đúng không? Bây giờ thì quay trở sang một số các cái biểu đồ khác đi, ngoài coin ra cứ ưu tiên canh cao bán xuống ra thì chúng ta có những cái cặp tiền ví dụ như về GBP, USD hoặc EU. Khi mà đồng USD nó tăng trở lại, cái video định hướng tuần mình đã nhận định là USD nó sẽ tiếp tục tăng trưởng, và các bạn thấy không ạ? Nó tăng trưởng trong tuần trước nữa thì mình đã nhận định là một cái tuần liên quan đến lãi suất của đồng đô, và đồng đô nó sẽ tăng tiếp, và các bạn thấy không? Nó đã tăng tiếp và tăng rất là mạnh rồi. À, thì những cái áp lực gây cho những cái cặp như là GU hay EU tiếp tục giảm giá và giảm sâu hơn, những cái ngưỡng hỗ trợ nó đã không giữ được, có phản ứng không ạ? Có, nhưng mà sao tiếp tục phá vỡ và đi sâu hơn, không có cho cơ hội cho mọi người thì các cái chiến lược mua lại đâu, mà là vẫn đu theo trend. Khi mà DXY nó tăng trưởng mạnh như thế thì các bạn thì như mua những cái cặp này nó rất là rủi ro, các bạn nhìn thấy không, điều chỉnh rất là sâu luôn. À, những cái đáy hỗ trợ này nó có phản ứng một nhịp thôi, nhưng mà sau đó thì nó lại phá đáy, mọi người nhìn thấy không? À, với những cái cặp GBP USD thì các bạn chỉ chờ cơ hội mà hồi bán lại thôi, mục tiêu có thể nó quay trở lại cái vùng 1.19 các bạn nhé. Với GBP USD thì cái khu vực mà kháng cự gần nhất là quanh mốc 1.23 đến 1.24, đây là cái ngưỡng kháng cự kể cả trong quá khứ năm 2022 nó cũng thiết lập được ra khá là mạnh, cho nên là cái vùng giá này này đó là cái vùng giá mà các bạn canh hồi bán xuống cho đấy chạy nhé, bán xuống với GBP USD. Đương nhiên là chúng ta có đánh đối với cặp G thì các bạn sẽ gì xem và theo dõi các cái báo cáo sát sao hơn, báo cáo kinh tế của bảng Anh nữa, để chúng ta sẽ gì giao dịch làm sao cho nó hiệu quả nhé. Cặp bảng Anh ngoài cái cặp tiền này ra thì chúng ta có rất nhiều cặp tiền khác. EU thì chúng ta vẫn view bán xuống, chẳng qua là EU thì nó chạy hiền hòa hơn một chút thôi đúng không? Cho nên cảm giác là khi mà mọi người tham gia những cái cặp tiền này thì nó cũng gọi là dễ chịu hơn nha, dễ chịu hơn. Đây cái đáy hỗ trợ này thì mình vẽ thì nó chưa có hướng tới đúng không? À, nó vẫn còn mục tiêu. Đương nhiên là mục tiêu của vùng hỗ trợ không phải là lao xuống vùng đấy là chúng ta mua, mà căn bản nhất là những cái vùng giá đấy thì nếu các bạn bán xuống thì là mục tiêu cho các bạn chốt lời nó sẽ hiệu quả thôi.
với Euro USD các bạn nhìn thấy cái sóng như thế này thì có thể hôm nay nó sẽ có nhịp hồi đấy các bạn. Phiên Á nó có thể sẽ có nhịp hồi, các bạn sẽ canh cái nhịp hồi này mà bán, xong đó lại tìm kiếm entry bán xuống nha. Nó có một cái đường kênh giá như thế này thì các bạn chờ hồi có thể quay trở lại cái vùng 1.064 thì các bạn có thể là entry. Đấy là với Euro USD nha. Thế còn những cái biểu đồ khác này, Richard thì phân tích không có để là công cụ hỗ trợ kỹ thuật ra đây đâu, và cũng không có kiểu là phân tích là nó không lên thì xuống và bách điểm này không bách điểm kia đâu nha. Giả sử như ưu tiên bán thì các bạn sẽ canh lấy ưu tiên bán. Các bạn có thể dùng các cái công cụ mà các bạn follow, ví dụ như là MA hay là Bollinger Band để các bạn có thể tìm điểm entry. Có thể là những cái mẫu nến đảo chiều hoặc công cụ hỗ trợ kháng cự nha. Thì hoặc là sóng Fibonacci. Tóm lại là có rất nhiều các cái thứ mà có thể hỗ trợ cho mọi người. Bản thân Richard và các cái lớp trading thì là chỉ dùng có mỗi nến thôi, cho nên là những cái người bạn mới mà trading ấy thì có thể là chỉ nhìn thấy là Richard nhận định một chiều theo xu hướng, chứ không phân tích là những cái công cụ ra đây thì mọi người sẽ nhận thấy khó đúng không? Nhưng tại sao mà Richard lại có thể là nhận định được các cái chiến lược và đưa ra được những cái vùng đánh, hoặc là cái xu hướng phân tích của Richard nó lại có độ chính xác cao như thế, thì mọi người sẽ thấy là Richard chỉ phụ thuộc nhất chính vào đường giá và nến thôi nhá, chứ không có liên quan đến quá nhiều công cụ follow đây. Cho nên là những bạn mới mà khi mà mới tiếp cận thì cảm giác là thấy nó khó, nhưng thực tế nó sẽ rất là dễ. Sang những cái biểu đồ ví dụ như là USD JPY, sáng nay Richard bán thì được khoảng 10 pip chưa chốt, nó hồi lên rồi, hiện tại nó hồi lên rồi, và thực tế là những cái vùng giá mà khi nó breakout đỉnh thì các bạn có đánh lên hay đánh xuống thì chỉ là gì, chỉ là lướt scalping thôi nha. Ưu tiên đối với cặp UJ thì khi mà USD tăng cao thì chúng ta là ưu tiên bán, ưu tiên mua thôi. Những cái kèo mà chúng ta bán xuống thì khi thấy cái mẫu nến đảo chiều, bởi vì sáng nay thì chắc có thấy cái cấu trúc đảo chiều khung giờ H1 ở đây này, và khi mà bán xuống thì đúng là nó sập xuống luôn, nhưng mà đóng nến cái lúc 7 giờ ấy thì nó lại là một cây đóng nến hồi lại. Hiện tại nhỉ, thực tế thì nó chưa vượt qua được cái đỉnh này, cho nên là lệnh của Richard nó vẫn còn nha, sáng nay chưa có chốt. Đối với GB, đối với cặp UJ thì nếu như các bạn có chờ mua ấy, thì ít nhất là nó phải quay lại cái vùng 148 các bạn mới mua, chứ còn mua ở cái vùng giá này rủi ro nó khá là cao, cho nên là Richard sẽ không tham gia vào cái vùng này nhá. 148 hoặc sâu hơn là 147.5 ở dưới này thì mới mua các bạn nhé, tức là chờ một cái nhịp điều chỉnh, tức là sau khi breakout qua khỏi cái vùng kháng cự thì Richard chờ một cái nhịp điều chỉnh test lại xác nhận rồi sau đó là mua lại. Cái nhịp này thì đương nhiên là trên khung H4 với khung D thì Richard đang kỳ vọng là UJ nó sẽ test lại cái đỉnh 152, cho nên là các bạn cứ chờ đợi mục tiêu nó sẽ lên đấy. Còn các cái chiến lược scalping ấy, SL nó khoảng 20-30 pip thôi, nó quá ngắn, cho nên là thoải mái đi các bạn ạ. Cứ có thể là khi mà chúng ta muốn an in thử xem là vận mình may có cà phê hay không thì chúng ta vào thôi. Đây là với USD JPY nhé. Hôm qua thì mình cho mọi người một cái kèo liên quan đến cạc gì nữa, nó xuống dương luôn cũng rất là đẹp đấy. Các bạn nào hôm qua chốt ngủ đêm thì cũng ngon, còn nếu không thì hôm nay nó vẫn nằm trong cái vùng bán nha. 110.6 đây, 110.7 trong cái biên độ vùng đấy thì các bạn có thể nhìn thấy hôm qua nó chọc xuống một cái nhịp khá là đẹp. Hôm qua mình cho bán thì nó xuống được 110.3, tức là nó chưa có TP đâu. Đây này, hôm qua nó bán nó chọc xuống cái vùng giá này. Sau đó buổi đêm thì bắt đầu đây là khung ở H1 nha, nó có loanh quanh mãi và nó đang break lên một chút. Tức là nó vẫn nằm trong một cái biên độ bán nhé các bạn nhé. Cái cặp cạc gì thì ưu tiên của chúng ta là canh mua vì đồng yên nó rất là yếu, nhưng khi mà giá dầu nó giảm trở lại thì cạc gì nó có thể quay đầu được các bạn nhé, nó có thể quay đầu điều chỉnh được, cho nên các cái nhịp này thì các bạn có thể chờ đợi đi. Tuần trước mình cho mọi người một cái chiến lược mua, sau đó là lại quay ra bán lại, mình cứ nghĩ là giá dầu nó sẽ sập luôn nhưng cuối cùng nó không sập và cuối cùng cạc gì nó lại quay lên đúng theo cái chiến lược mua. Vậy là bị FOMO quả đấy là sai theo cái giá dầu, nhưng mà thực ra là nó điều chỉnh không có mạnh. Đối với cặp cạc gì thì khả năng nó sẽ có một cái nhịp điều chỉnh nhé, có một cái nhịp điều chỉnh có thể nó quay trở lại cái vùng 109, nhưng mà trên khung H4 hoặc khung D thì nó chưa rõ ràng, các bạn có thể chờ cái cấu trúc nó rõ ràng hơn để đánh nó hiệu quả hơn. Chứ còn nếu mà scalping thì thực ra là có vài cái mẫu nến mà mình đưa cho ra các cái thông tin ở đây này, mẫu nến H1 này hay là M30, thực ra là biên độ nó rất là hẹp cho nên nến nó yếu, và chính vì lý do đó cho nên hiệu quả nó cũng không được cao. Mặc dù chúng hôm qua mình vào cho mọi người một cái chiến lược gì vào nó dương luôn rất là đẹp đúng không, nó xuống đây này nó mấy chục pip nhưng mà nó chưa đủ TP chẳng hạn, bởi vì thường thì mình cho mọi người cái TP nó cũng khá là lớn, cho nên là chưa TP thôi. Còn cái đây là vẫn nằm trong cái biên độ vùng bán của mình nha, cho nên các bạn nào mà entry xuống thì có thể hôm nay sẽ thoát dương hết ở vùng giá 110.2 hoặc 110.3 cũng được nhé. Đó rồi, ok, đấy là với cả gì nha. Còn rất nhiều các cặp tiền các bạn ạ, rất nhiều sản phẩm luôn, ví dụ như là liên quan đến là GA đi. Ví dụ như GA thì hôm trước cái chiến lược cho mọi người mua 1 chấm gì 900, hôm qua TP đẹp không ạ?
TP ở 1.907, TP 70 pip quá ngọt luôn nhá. Hôm qua đúng là có sóng hồi. Bây giờ thì GBPAUD nó đang test lại và cái tiếp cận lại cái vùng hỗ trợ. Nói chung là cái vùng hỗ trợ quanh cái mốc 1.892 đây này, cái dưới đáy này này. Có thể nó sẽ có phản ứng, cho nên là các bạn cứ chờ đợi dưới này đi, có thể sẽ có một cái nhịp mua nữa nha. Hiện tại thì đi theo trend chính đó là trend giảm, nhưng cái khu vực này theo cái video tuần mà mình đã livestream chia sẻ cho mọi người là có thể nó sẽ có sóng hồi và vùng lập đáy, tức là tạo đáy, thì các bạn cứ chờ trong cái biên độ này đi, nó chưa có tiếp cận tới đâu, thì các bạn có thể chờ đợi cái khu vực này nhá. Thuận hơn thì lúc đấy có thể có một cái sóng hồi của GA khá là đẹp trong một cái khoảng mà ZRX có thể là có tầm 300-400 pip đấy. Nhưng mà chúng ta phải chờ đợi, đúng không? Biết đâu là nó xuống đến đây nhưng mà nó không tạo ra cấu trúc đảo chiều thì chúng ta cũng chả làm gì được, chúng ta chả ăn chi được, đúng không? Nhưng mà nó phải tạo đáy thì lúc đấy chúng ta có cơ hội thành công cao hơn nhá. Đấy là với GBPLD. View theo ngày thì các bạn ưu tiên là canh cao, các bạn bán xuống cho chat, bởi vì chen chính là chen giảm. GBPUSD các bạn nhìn thấy những cặp tiền mà tương quan ấy nó cũng đang giảm rất là mạnh, đúng không? Hoặc là có những cái cặp như là GBPCHF này, cái cặp tiền này trong cái livestream tuần thì có bạn đã hỏi cặp này này nó sideways đúng không? Richard thì nó nói là cái cặp tiền này thì cơ hội cho chúng ta đó là gì? Chờ breakout thì đánh là đẹp nhất. Mọi người nhìn thấy cái đáy này nó giữ được khá là lâu rồi, đúng không? Đến phiên ngày hôm qua thì nó vẫn giữ được cái đáy này và nó bật trở lại. Hiện tại thì ở đây các bạn có thể kẻ ra được một cái đường kênh xu hướng và một cái vùng đỉnh giá, các bạn có thể tìm kiếm cơ hội entry bán xuống nha. Ok, cái khu vực vùng giá như là 1.114 đến 1.116 cái biên độ vùng này thì các bạn là có thể entry bán xuống, bị trong biên độ này có 20 pip thôi. SL có thể là 1.121 ở đây này, các bạn muốn ăn dài hoặc là ngay sau cái đỉnh này thôi. Đúng chưa? Chiến lược nào cũng có rủi ro, có thể là bán xuống vẫn đúng nhưng mà sao ạ, nó có thể là tìm kiếm những cái vùng thanh khoản mạnh hơn thì lúc đấy các bạn phải chấp nhận SL thôi, trong cái trường hợp này chúng ta scalping, nhưng chiến lược nào các bạn cũng phải nên đặt SL nhé, chẳng may là nó đảo chiều bởi vì nó chuẩn bị breakout đúng không, nó đảo chiều mạnh cái thì lúc ấy chúng ta mà buông SL chúng ta thì toi à, đúng chưa? Cho nên là phải quản trị vốn nha, mặc dù là chiến lược có đẹp đến mấy đi chăng nữa đâu, sai thì chấp nhận SL, mà đúng thì chúng ta chiến, chúng ta ăn thôi. Chỉ có điều duy nhất đó là tỷ lệ win hay là tỷ lệ RR giúp các bạn có thể kiếm tiền ổn định với thị trường này nha. Rồi đấy là với GBPCHF quá tuyệt vời đúng không? Cái anh hôm nay bán xuống có khả năng ok, kể cả sau khi video này khi mà mình làm ấy kết thúc ấy, cái nó vẫn tồn tại là cái vùng bán này, các bạn có thể làm một entry đi 50% vô ở đây, lên thì cao hơn thì có thể 50% vô nữa. Đây là một cái kèo tham khảo quá tuyệt vời rồi, bán xuống. Đúng không ạ? Hôm nay thì nhìn view bán xuống có vẻ là khá ok đấy. Có lẽ là live gọi là phân tích xong cho mọi người thì mình sẽ entry luôn cái lệnh này luôn, xem là được cà phê hay là nhịn cả cà phê, nhịn cả ăn sáng luôn. Nếu như mà được cà phê thì ngày mai làm video kiểu chat sẽ cũng sẽ nhắc lại cái kèo này nhá. Đúng chưa? Rồi, đấy là với GBPCDF, còn rất nhiều các cái sản phẩm khác đấy. Dầu thì mình chat phân tích rồi đúng không? Nhưng sang cặp chéo đi, ví dụ như N đi, xuống quá mạnh rồi. À, phá cái kênh đây, nó sideways cái kênh này khá lâu đúng không? Bây giờ thì nó phá cái kênh này rồi và nó test, cũng test lại đường kênh một nhịp rồi. Khả năng là ở cái vùng này nó sẽ test lại đường kênh một lần nữa các bạn ạ. Tức là cái vùng hỗ trợ này này nhá, cái vùng hỗ trợ này có thể nó sẽ bật một nhịp bởi vì tâm lý thị trường có thể sẽ chốt lời tại đây thì nó sẽ hồi một nhịp như thế này chẳng hạn. Test lên đường kênh. Đó thì chúng ta sẽ có những cái cơ hội chờ bán ở trên đấy và xem xét cái vùng này, nếu tạo đáy thì các bạn mua lướt một nhịp. Nói chung là ưu tiên với cặp sản phẩm này nó đang break tiếp tục xu hướng tiếp diễn là đang giảm đúng không, thì các bạn ưu tiên bán xuống cho đấy chat nhá, ưu tiên bán xuống những cái vùng phản ứng này thì chỉ giúp cho mọi người có thể là có cơ hội lướt sóng ngắn thôi, ok chưa? Đấy là với cặp Euro NZD nhé. Mình sẽ đi thêm một cặp nữa mà các bạn có thể là sẽ có triển vọng trong ngày hôm nay, đó là liên quan đến cặp E cạc view bán xuống và canh cao bán xuống. Hôm qua mình cho mọi người một cái chiến lược bán, hình như là cái vùng bán đấy đúng đỉnh luôn đấy, rất là đẹp. Mọi người nhìn thấy không ạ? Nó sập rất là sâu. Ở hôm qua mình cho mọi người một cái chiến lược bán tại cái vùng hỗ trợ này, nhưng mà vì là nó chạm lên cái đường kênh xu hướng, đường kênh trend. Cái này là cái hôm trước mình phân tích cho một bạn nào đang hỏi đến cái cặp E càng đúng không? Vào ngày view vào ngày chủ nhật. Đó, thì bây giờ này, hôm qua mình cho bán luôn cái cặp tiền này khi mà thì nó test lên cái đường kênh trend này và có những cây nến doji tạo ra, cho nên mình cho mọi người một cái chiến lược bán xuống đối với lại E cạc. Hôm qua mình cho mọi người bán là sau cây nến đỏ đây này, sau cái nến doji này, dài chân đây này, đấy, sau cây này đó, và mọi người thấy nó sập rất là sâu, mặc dù là chiến lược mình chỉ để cho TP là 60 pip thôi nhưng mà quá tuyệt vời đúng không ạ? Cái cặp tiền này thì canh hồi các bạn bán xuống, nó tiếp cận vùng hỗ trợ nhưng mà nó đã xu hướng thanh khoản cái vùng giá này rồi.
hôm qua mình cho mọi người bán luôn, bởi vì cái lực nó rất là mạnh, cho nên là không có, tại sao cái vùng hỗ trợ, tại sao không bắt đáy mua lên và cho bán. Hỗ trợ là hỗ trợ nhưng cái lực bán theo trend chính nó vẫn chiếm ưu thế, cho nên là mình mới cho mọi người bán, hiểu không ạ? Chứ không có nghĩa là cái vùng đáy là mình cho, là cứ cho lao đầu cho mua đâu nhá, tùy từng cặp thôi. Rồi, đấy là với cặp Euro CAD. Nói chung là cặp này hôm nay thì các bạn ưu tiên bán xuống tiếp cho Richard nha. Bây giờ thì cái video buổi sáng thì có lẽ là Richard làm và xin kết thúc ở đây nhé. Kính chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày trading hiệu quả hơn nữa. Đặc biệt là cuối video thì cũng xin mọi người một cái nút like và chia sẻ kênh cho Richard nhé. Còn những ai mà có muốn vào trong kênh thì các bạn cứ mở kênh Signal ấy, thì các bạn có thể là mở tài khoản dưới đường link để ủng hộ thôi. Thứ hai nữa là một đấy là cái những cái sàn mà Richard chia sẻ cho mọi người là sàn gì ạ? Quá tốt rồi, các bạn có thể chọn cái sản phẩm là tài khoản là Zero Spread để các bạn trải nghiệm. Muốn vào kênh Signal thì các bạn có thể là comment trực tiếp với chat nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.